Châu đã tạo điều kiện cho mình sân bãi để thi. Cảm ơn các thầy bên liên đoàn Tây Đô đã về làm giám khảo phụ giúp. Các huấn luyện viên đã hỗ trợ công tác trong kỳ thi. Và đặc biệt là tôi xin cảm ơn quý vị phụ huynh đã tiếp tục gửi con em của mình đến sinh hoạt tập luyện trong hệ thống của công ty võ thuật Trường Long. Và đặc biệt thì thầy cũng cảm ơn các con đã cố gắng nỗ lực học tập để kỳ thi được diễn ra tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Xin phép tôi sẽ nhận viên với các em võ sinh. Thì chúng ta phải thể hết mình. Ai không thuộc quyền ai làm thì mình coi như là không có cả. Được chưa? Mình có đồng ý cái này đó không? Ai đồng ý giơ tay. Ai không đồng ý thì bỏ tay xuống. Nào, phải thầy giờ tiếp rồi cho mọi người. Bất kỳ ai nào, trong khi chúng ta thi, ai, bạn nào cười, đùa giờ trong lúc mình thi, là mình là không có đạt nha. Vì chúng ta thi diễn ra rất là nghiêm túc, mình cười, đùa trong lúc đi quyền, sân đấu là để bị nặng rớt nha. Vì mình thiếu tôn trọng thì thi, thiếu tôn trọng giám khảo, nên tụi con phải đại hẹn hết sức là nghiêm túc. Chúng ta không cần đi quyền cho nhanh, cứ từng bước thực hiện động tác của mình vừa phải mà rõ ràng, nhưng không có đi là quá nhanh nha. Chúng ta rõ ràng mạnh mẽ là được rồi, không cần quá nhanh. Được chưa? Đồng ý không? Rồi, thay mặt công ty Đường Long, tôi xin tuyên bố kỳ thi bắt đầu. Bây giờ chúng ta đi chuyển phần thứ tư nha. Đây, đây là tôi. Chúng ta đi chuyển một lần 2 ngày của thầy nha. Đi theo đường dẫn của thầy bà, tay trái di chuyển.